Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin nóng bóng đá ngày hôm nay của chúng tôi. Trước khi đến với những thông tin chi tiết hiện diện trong tin nóng ngày hôm nay, đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Tuyển Văn Hóa, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất liên quan đến thế giới túc cầu mỗi ngày. Sau đây sẽ những nội dung chính hiện diện trong tin nóng ngày hôm nay. Vụ Dani Alves có tình tiết mới. Theo TV3, cảnh quay trích xuất từ camera an ninh của hộp đêm Saturn tại Barcelona cho thấy Dani Alves đi cùng nạn nhân vào nhà vệ sinh trong khoảng 16 phút. Cựu ngôi sao Barcelona được cho là tiếp cận cô gái, trò chuyện rồi chủ động chạm vào người mà không có sự đồng ý của đối phương. Báo chí địa phương đăng tải một số lời khai của người phụ nữ 23 tuổi sau khi làm việc với cơ quan chức năng. Cô gái tố cầu thủ người Brazil nhốt mình trong phòng vệ sinh và thực hiện hành vi quấy rối tình dục cô. Cô gái khai, Dani Alves giữ mình trong 16 phút, trùng khớp với thời gian camera an ninh ghi lại. Mọi chuyện bắt đầu từ việc Dani Alves và một người bạn đến từ Mexico mời ba cô gái đến bàn của mình để trò chuyện. Một phần lời khai cho biết, Dani Alves lập tức đùa giỡn với ba người, run tay chạm vào cơ thể của họ nhiều lần. Nạn nhân cũng cho biết, Dani Alves thì thầm vào tai cô mặc dù bản thân không hiểu anh ta nói gì, vì những cụm từ đó có thể được thốt ra bằng tiếng Bồ Đào Nha. Một số nguồn tin khác cho biết, sau khi thúc ép và đưa cô gái vào phòng vệ sinh, Dani Alves nắm chặt tay cô và lặp lại hành động khiếm nhã nhiều lần, mặc dù bị từ chối. Các nguồn tin khẳng định, cựu cầu thủ người Brazil buộc cô gái trẻ nói với mình rằng cô là cô bé của anh trong suốt thời gian xảy ra quấy rối tình dục. Alves từng tuyên bố rằng không biết cô gái tố cáo mình là ai trong cuộc phỏng vấn với kênh Antena 3. Tuy nhiên, cựu cầu thủ của Juventus sau đó đổi lời khai, có nhìn thấy cô gái kia nhưng giữa họ không xảy ra chuyện gì. Chỉ khi đoạn video bằng chứng được đưa ra, hậu vệ người Brazil mới thừa nhận có xảy ra quan hệ tình dục khi được sự chấp thuận của nạn nhân. Alves hiện yêu cầu người làm chứng xuất hiện trước tòa để được đối chiếu lời khai. Chelsea lách luật chuyển nhượng. Sau gần 2 kỳ chuyển nhượng ở mùa năm 2022-2023, Chelsea đã tiêu hơn 450 triệu euro vào việc chiêu mộ cầu thủ, bao gồm việc ký kết những hợp đồng không theo quy ước có thời hạn 6-7 và thậm chí là 8 năm với những Wesley Fofana, Benoit Badiashile và Mikhailo Muric. Điều đó đồng nghĩa với các khoản thanh toán phí chuyển nhượng cho các cầu thủ trong tài khoản của Chelsea có thể được trải đều trong thời hạn của những hợp đồng gia hạn, một quá trình được gọi là khấu hao. Cách này cho phép chỉ một phần nhỏ được tính vào phần tiền FFB của The Blue mỗi mùa và đó được xem là lách luật. Trước tình cảnh này, những người đứng đầu UEFA sẵn sàng đưa ra các quy định mới. Theo đó, tất cả các khoản phí trong tương lai sẽ được tính toán trong thời gian tối đa là 5 năm. Liên đoàn bóng đá thế giới, cơ quan giám sát, tất cả các thương vụ chuyển nhượng quốc tế tuyên bố rằng các hợp đồng nên kéo dài tối đa là 5 năm, trừ khi một thỏa thuận dài hơn phù hợp với luật pháp quốc gia. Mikhailo Muric đã có màn ra mắt Chelsea ở trận đại chiến với Liverpool tại vòng 21 ngoại hạng Anh cách đây ít hôm. Dù chỉ thi đấu 35 phút, song ngôi sao 22 tuổi người Ukraine đã gây ấn tượng mạnh và nhanh chóng phá vỡ kỷ lục về tốc độ. Theo thống kê của Opta, pha bứt tốc của Muric trong trận đấu gặp Liverpool đã ghi nhận vận tốc 36,63 km/h, vượt qua kỷ lục mà tiền đạo Anthony Gordon của Everton thiết lập tại Premier League 2022-2023 hồi tháng 11 năm ngoái là 36,61 km/h. Để sở hữu tốc độ tốt như vậy, Muric dĩ nhiên đã phải khổ luyện rất nhiều. Mới đây, huấn luyện viên cá nhân của Mikhailo Muric là Dima Chabowski đã đăng tải một đoạn clip ghi lại hình ảnh tân binh của Chelsea tập tạ và tập sức bền nhằm giúp anh đạt tốc độ tốt nhất có thể. Chabowski viết, Mikhailo Muric cũng đã từng đạt tốc độ chóng mặt tương tự trong màu áo của Shakhtar Donetsk ở vòng bảng của Champions League mùa giải năm nay với 36,5 km/h, đứng đầu danh sách với Dembele của Barcelona. Tốc độ cùng sự khéo léo chính là điểm mạnh của Muric, và điều đó ít nhiều đã được thể hiện trong trận đấu gặp Liverpool vừa qua. Mikhailo Muric gia nhập câu lạc bộ Chelsea từ Shakhtar Donetsk với giá 70 triệu euro hôm ngày 15 tháng 1, ký hợp đồng lên tới 8 năm với câu lạc bộ. Anh là một trong 6 tân binh của The Blue ở chợ đông 2023, bên cạnh trung vệ Benoit Badiashile, cầu thủ chạy cánh Noni Madueke, tiền vệ Andre Santos, tiền đạo David Dacho Fofana và tiền đạo João Félix. Hé lộ lý do Mendes từ bỏ Ronaldo. Tờ El Mundo mới đây đã hé lộ ẩn tình đằng sau việc Cristiano Ronaldo chia tay với người đại diện lâu năm Jorge Mendes. Hồi đầu tháng 1 vừa qua, Mendes đã không còn là người đại diện của Ronaldo do những bất đồng về bến đỗ mới của CR7. Mọi chuyện càng trở nên sáng tỏ khi mới đây, El Mundo cho biết Ronaldo đã gửi tối hậu thư tới Mendes với nội dung như sau.
cho tôi đến Chelsea hoặc là Bayern, hoặc chúng ta chấm dứt luôn từ đây. Dĩ nhiên, dù tài ba là vậy, song siêu cò lừng xanh này cũng không thể giúp Ronaldo tọa nguyện. Jorge Mendes tin rằng chỉ có câu lạc bộ Anas mới có thể đáp ứng được những yêu cầu về lương của Ronaldo. Trong khi bản thân chân sút 37 tuổi vẫn tự tin mình có sức hút với nhiều câu lạc bộ lớn tại châu Âu. Và kết quả thì ai cũng thấy rõ, Jorge Mendes đã làm người đại diện của Ronaldo kể từ khi anh rời khỏi Sporting Lisbon, gia nhập Man United năm 2003, góp sức không ít vào cuộc thương thảo hợp đồng với CR7. Tờ Marca cách đây không lâu đưa tin, Ricky Rejufe, quản lý cá nhân của CR7, chính là người đạo diễn ở phi vụ đưa Ronaldo gia nhập câu lạc bộ Anas. Barca tính đưa về cựu sao của Real Madrid. Barcelona được cho là quan tâm đến việc chiêu mộ tiền vệ Marco Asensio theo dạng chuyển nhượng tự do vào hè năm 2023. Hợp đồng giữa Asensio và Real Madrid chỉ còn thời hạn đến tháng 6 năm 2023. Theo Diario Sport, Barcelona nổi lên là bến đỗ hàng đầu cho tiền vệ người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đôi bên chưa tìm được tiếng nói chung trong thương vụ này. Ngoài ra, một số câu lạc bộ tại Premier League cũng đã để mắt đến cựu cầu thủ của Mallorca. Daily Mail tiết lộ Real Madrid muốn giữ chân Asensio, dù vậy mức lương kèn kiền trắng đưa ra thấp hơn nhiều so với yêu cầu của cầu thủ 27 tuổi. Sau những mùa giải đầu tiên chơi ấn tượng, Asensio dần đánh mất vị trí của mình tại Real Madrid. Cầu thủ 27 tuổi chỉ có 3 lần đá chính sau 12 lần ra sân tại La Liga mùa này. Đó là lý do khiến Asensio cùng người đại diện muốn tìm kiếm một bến đỗ mới, nơi cầu thủ này được ra sân nhiều hơn. Jadon Sancho trở lại đe dọa Antony. Jadon Sancho đã trở lại và tiếp tục tập luyện cùng với đội 1 của Man United. Lần gần nhất tiền vệ người Anh đá chính ở Man United là trận hòa 1-1 với Chelsea hôm 22 tháng 10 năm 2022. Jadon Sancho trông gầy hơn so với chính anh ở nửa đầu mùa giải 2022-2023. Phần đông người hâm mộ nhận thấy cầu thủ 22 tuổi đang có thể trạng tốt và có thể sớm trở lại thi đấu cho Man United. Manchester Evening News nhận định sự trở lại của Jadon Sancho sẽ khiến suất đá chính của Antony bị đe dọa. Cầu thủ người Brazil gây thất vọng ở trận đấu gặp Arsenal khi để mất bóng tới 15 lần trong 71 phút có mặt trên sân. Trong giai đoạn từ 24 tháng 1 đến ngày 26 tháng 2, Man United phải đá 10 trận trên mọi đấu trường với mật độ 3 ngày một trận. Đáng chú ý tại Europa League, thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag có trận đại chiến với Barcelona ở vòng playoff với các ngày 16 và 23 tháng 2. Đó là lý do Man United phải căng sức trên các mặt trận khác nhau. Giải đấu của Ronaldo được xếp hạng. Mới đây, Liên đoàn bóng đá thống kê và lịch sử bóng đá thế giới đã công bố danh sách những giải đấu quốc nội dành cho bóng đá nam mạnh nhất thế giới trong năm 2022. Trong số này, giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út thuộc khu vực Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đứng thứ 40 với 352,75 điểm. Nếu chỉ tính trong khu vực châu Á, giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út phải đứng sau hai giải đấu khác là K-League của Hàn Quốc và J-League của Nhật Bản. Như vậy, có thể coi giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út là giải đấu mạnh thứ 3 của khu vực châu Á. V-League của Việt Nam không có tên trong danh sách, trong khi Thái League 1 của Thái Lan đứng thứ 71 trên cả Chinese Super League của Trung Quốc hạng 74. Năm ngoái, Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá thế giới xếp hạng giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út mạnh thứ 48 trên thế giới. Điều này đồng nghĩa với giải đấu mà Ronaldo đang cống hiến đã có sự cải thiện đáng kể về mặt thứ hạng với việc tăng 8 bậc. Ở nhóm dẫn đầu thì Liên đoàn bóng đá Hà Nam tiếp tục đánh giá Serie A, giải vô địch quốc gia Brazil là giải đấu mạnh nhất thế giới với 1.181 điểm. Đây là năm thứ hai liên tiếp Serie A dẫn đầu trong danh sách xếp hạng hàng năm của Liên đoàn bóng đá thế giới về lịch sử văn hóa bắt đầu từ lâu đời. Văn Toàn xúc động ngày trở về câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Kết thúc AFF Cup 2022 ở trận chung kết lượt về với Thái Lan, trong lúc thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam đáp chuyến bay về nước để đón Tết Nguyên đán. Ngày 30 Tết, đội bóng của Văn Toàn được nghỉ và anh bắt xe lên Bangkok uống cà phê cùng với vợ chồng thầy cũ là cựu tuyển thủ Kiatisak, cũng đang là huấn luyện viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Tại đây thì vợ chồng Kiatisak đã dành cho Văn Toàn những lời chúc rất tốt đẹp nhân dịp Tết Nguyên đán của người Việt và mong anh luôn thành công trong màu áo câu lạc bộ mới. Trò chuyện cùng với người viết nhân những ngày đầu năm, chàng tiền đạo sinh năm 1996 này đã chia sẻ: "Đây là cái Tết đầu tiên em xa nhà nên cảm xúc nó khó tả lắm. Mặc dù mình không muốn nghĩ đến, nhưng lên mạng đọc tin tức trong nước rồi thấy mọi người và bạn bè đang háo hức đón Tết mà nhớ nhà kinh khủng. Lúc ấy thì chỉ muốn rơi nước mắt thôi. Đêm giao thừa em gọi điện về chúc Tết bố mẹ và người thân trong gia đình mà suýt khóc vì nhớ nhà và xúc động."